Xây lứa nha, con đường nha. Đây, bây giờ tụi mình bắt đầu đi ra khỏi cano. Hỏi nó rung rồi. Kia là con đường là đi giữa biển đấy. Rồi 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 đi vô. Wow, con đường đẹp quá. Đây nhà nó rồi. Rồi bắt biển rồi đi vào. Sao mình nhắc vậy? Đây là cái cổng chào và sử dụng đá sâm hồng đấy các bạn. Ừ, nước nè, bơi nè. Mình lấy cầu chắc là mình tức rồi. Quang dì Hấu đang nó mà phân sức dì Hấu chị. Biến kia mẹ, biến kia cho con bơi. Bãi này là tắm được hết mà. Phải xuống test thử nhưng mà mình nghĩ là tắm được. Cũng có khi. Mình cũng không biết luôn. Nói chung ở đây thì người ta cũng ở cũng đông, nhà gỗ, thân thiện với môi trường. Dì Hấu à, thấy chó là gọi liền. Thấy không biết nữa. Đấy, gọi điện cái.